chưa biết là giúp bà này cái nhà cầu mà giúp bằng cách này nữa. Là không biết cái cầu mà... cái cầu đó nhỉ mà như vậy. Hả? Cái cầu là bông nam. Này là đường vô chân núi luôn, muốn đi lên trên núi đi vô phía trong đó mới có xe ôm nó đưa đi lên trên núi. Cái chùa Xoay Xo cũ hồi xưa nó nằm này, sau này nó dời nó đi. Thoát tới rồi hay xối. Cái cô này hôm qua hỏi xin cái nhà vệ sinh nè. Mày mày nó. Không ai chơi không ai chơi. Cổ xin cái nhà vệ sinh. Mà bà kêu nó mở yêu cầu xin cái nhà vệ sinh mà tiền tôi không có, anh em nào giúp đỡ được thì giúp đỡ gửi tôi gửi cho bà. Thà bà Quân đang cái ao khoảng 2 mã. Đang ấy. Rồi chọn bà đó, nó ngại ọt, đừng mà anh cứ đang mây đó. Ta học đó bà, anh chui bà, anh mang chui mà. Thế luôn. Anh sai chẳng tới kia mưa kia. Chuối kịp nhà mà anh anh vô tới ao vậy đập bánh á. Dạ. Em cần phần mà anh ao tới chai o. Thưa bà con ruôi tiếp. Em chưa biết là giúp bà này cái nhà cầu mà giúp bằng cách nào nữa mà. Là không biết cái cầu mà. Cái cầu đó mà giúp bao nhiêu nữa. Cái cầu mà bông nam. Nếu sao đang phấn? Thôi cũng là mua mua bán. Thôi bắt cái cầu sợ, bắt cái gì? Cái gì? Chồng cầu chưa? Cái nhà vệ sinh đó. Nhìn triệu bạc trời. Nó cái cầu không? Không. Là cái nhà vệ sinh đó, tôi nghĩ nhất cũng phải 5 triệu. Có gì? Cũng phải 5 triệu. Không, 5 triệu thì 7-8 triệu thôi. Thì đó. Tự năng, tự năng. Này khỏe. Cho này chuối rồi. Tên quả lên ngoài cái gì? Bán đồng hồng lên đài ăn ra ngoài luôn á. Cái sinh theo tôi nắm giá khoảng từ 5 triệu tới 10 triệu. 7 triệu đó, chắc đúng đó. Hả? 17-18 triệu rồi hả? 18-20 triệu đó, tiền công nhà thờ ông thờ nữa. Rồi tiền tao cho ông dẫn đi trời. Nghe tao nói đâu, tao cũng gạch đâu.
cái ba nằm trong một con thôi hả? Đây là con đường vô chùa Khâu 11. Nói lại núi Tô á, nó có con đường xi măng chạy vô chùa Khâu 11 là có con đường lòn đi qua bên hồ Sợi Chết luôn. Sơn Tô Cổ Tự, chùa Sơn Tô. Thank you.
Đá nhiều mơ lắm. Đây là chùa Câu 11, có tên là chùa Sơn Tô Hổ Tự.